Chào mừng năm trăm anh em đã quay trở lại với số thứ tư của Tàu Nhanh Công Nghệ, và lại là mình Nami đây. Trong bản tin lần này của chúng ta thì sẽ có một xíu siêu thay đổi về tin tức, bởi như các bạn cũng đã biết thì tuần vừa qua những cái tin chính thì vẫn xoay quanh chiếc RTX 3000 rồi, và cái thông tin này thì chúng mình cũng đã đưa tới cho các bạn từ rất nhiều những tuần trước đây. Cụ thể như cả chúng ta sẽ có đầu cắm nguồn 12 pin, rồi thiết kế vân vân và mây mây. Nếu như các bạn muốn xem chi tiết thì có thể bấm vào cái nút chấm than ở trên góc trên này này để có thể xem lại các video đó nhé. Còn trong bản tin ngày hôm nay thì mình sẽ hướng tới giới thiệu cho các bạn những cái game mới được ra mắt hot hit ở trên Gamescom vừa được ra mắt vào ngày 27 tháng 8. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bắt đầu video thôi. 1. Call of Duty Black Ops Cold War. 2. Doom Eternal The Ancient Gods Part 1. 3. New Dragon Age. 4. World of Warcraft Shadowlands. 5. Mafia Definitive Edition. 6. Medal of Honor Above and Beyond. 7. Fall Guys Season 2. Call of Duty Black Ops Cold War, hay gọi ngắn gọn là COD Cold War, là phần tiếp theo của series hút máu nổi tiếng đến từ Activision. Phần tiếp theo này lấy cốt truyện từ nhiều sự kiện lịch sử, đặc biệt trong đó có chiến tranh Việt Nam, và trong trailer thì cũng có khá nhiều cảnh được cắt từ thước phim thực tế. Phiên bản COD Cold War này là phần tiếp theo của Black Ops. Nghe tên thì chúng ta cũng đủ biết là phần này sẽ cường điệu hóa cuộc chiến tranh lạnh giữa Xô Viết và Mỹ bởi căng thẳng vũ khí hạt nhân. Phần này sẽ có nhiều kết thúc khác nhau dựa trên hành động của người chơi và độ dài của single player ngang với các phần Call of Duty khác. Đấy là single play, còn multiplayer thì vẫn bao gồm các chế độ truyền thống, bắn zombie và Warzone miễn phí. Game được phát hành vào ngày 13 tháng 11 tới đây trên PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X và PC. Nhưng phiên bản dành cho PS5 và Xbox Series X thì chưa được xác nhận ngày phát hành. Hiện tại các bạn có thể đặt trước game với giá là $60 để được nhận thêm vài phần thưởng miễn phí. Tiếp theo thì chúng ta sẽ với Doom Eternal The Ancient Gods Part 1. Đây là DLC của Doom Eternal. Nhìn qua trailer thì gameplay chắc chắn vẫn là kiểu phóng và đóng như truyền thống và bổ sung vài điểm nhỏ như là móc kéo. Các loại quái vật mới chắc chắn phải có rồi. Đặc biệt nhất ở đây là việc xuất hiện của các loại sinh vật kích cỡ khổng lồ. Đúng như tên gọi Ancient Gods, người chơi sẽ bắn nhau ở trên thiên đàng nên phong cảnh sẽ thay đổi chút ít cho đỡ nhàm chán. Thời điểm ra mắt chưa rõ nhưng Bethesda đã xác nhận rằng bản DLC này sẽ xuất hiện trên PS5 và Xbox Series X. Dragon Age 4 lần này cũng xuất hiện tại Gamescom. Nếu các bạn chưa biết thì đây là tựa game nhập vai cực kỳ thành công của BioWare với lối chơi và cốt truyện chất lượng. Trở lại với Gamescom lần này thì BioWare cũng tung trailer nhưng mà chủ yếu là dạng concept art. Trong trailer không có quá nhiều thông tin nhưng mà ít nhất thì chúng ta cũng có thể thấy Solas đã trở lại trong Dragon Age 4. Game chắc chắn sẽ xuất hiện trên các console thế hệ mới, nhưng mà thời gian ra mắt thì còn rất mập mờ và chúng ta vẫn phải ngồi hóng thôi. Bạn nào thích trải nghiệm trước để hiểu thêm về cốt truyện thì có thể mua trọn bộ Dragon Age trên Steam, bao gồm có Dragon Age Origin, Dragon Age 2 và Dragon Age Inquisition với tổng giá khoảng 1,8 triệu đồng. Và các bạn thì sẽ không hề thất vọng đâu. Blizzard vẫn rất quan tâm đến đứa con 16 năm tuổi của mình mang tên là World of Warcraft. Bằng chứng là họ tiếp tục cập nhật bản mở rộng mang tên là Shadowlands vào ngày 17 tháng 10 tới đây. Bản mở rộng này sẽ mang tới những thay đổi khá lớn cho World of Warcraft, như là không còn mất phí để chuyển đổi giới tính nhân vật nữa, hỗ trợ điều khiển bằng Game Pass và các cập nhật về class. Trailer mới của Mafia Definitive Edition đã được công bố tại Gamescom lần này và nó lại tiếp tục hé lộ thêm thế giới bí ẩn của những tên tội phạm khét tiếng. Trailer nói đến sự gia nhập của Tommy và gia đình tội phạm dòng họ Sarieri và từ đó thì thâm nhập vào trung tâm thế giới tội phạm của Lost Haven. Ở phiên bản Mafia Definitive Edition, chúng ta sẽ có đồ họa được nâng cấp đáng kể, cốt truyện được làm mới và chi tiết hơn, cùng với những cập nhật bổ sung về gameplay. Game được ấn định ra mắt vào ngày 25 tháng 9 tới đây và các bạn có thể pre-order trước trên Steam với giá là 698.000 đồng. Medal of Honor Above and Beyond là tựa game tiếp theo được xướng tên tại Gamescom lần này. Nếu các bạn chưa biết thì đây là tựa game vốn là đối thủ trực tiếp của Call of Duty, nhưng mà ngày càng thì không thể cạnh tranh được với ông lớn lắm tiền mang tên là Activision. Phiên bản Above and Beyond lần này sẽ được ra mắt dành cho nền tảng VR Oculus Rift. Các bạn sẽ vào vai người lính OSS, tiền thân của CIA sau này. Trailer cũng cho chúng ta thấy khá nhiều cảnh hoành tráng, đặc biệt là khung cảnh đổ bộ lên bãi biển Normandy, một trận chiến thảm khốc với tổng thương vong tới hơn 10.000 người. Thời gian ra mắt của game chưa được ấn định nhưng mà chắc chắn nó sẽ ra mắt vào dịp nghỉ lễ cuối năm nay. Cuối cùng là chúng ta đến với bản cập nhật của tựa game mà mình vừa reaction ngày hôm qua xong, đó là Fall Guys.
Mặc dù mùa 1 chưa kết thúc nhưng Mediatonic đã mang tới trailer mùa 2 với thiết kế màn chơi dựa theo kiểu trung cổ. Mặc dù thời gian ra mắt phải còn hơn 1 tháng nữa, nhưng những gì được show trong trailer quả thật làm người chơi hứng khởi, đặc biệt là các bộ đồ nhìn thộn hơn rất nhiều lần. Ngoài ra thì trưởng nhóm thiết kế Fall Guys đã xác nhận là sẽ có thêm nhiều các content mới của game vào trong mùa 2 này cũng như là các mùa tiếp theo. Nếu các bạn chưa chơi Fall Guys thì thực sự là nên thử đi nhé, vì nó cực kỳ giải trí đấy. Game đang được bán trên Steam với giá là 188.000 đồng, ngang cỡ một bữa lẩu thôi. Vậy là chúng ta đã cùng nhau đi qua tất cả các tựa game của Gamescom trong lần này. Tuần sau thì sẽ là tin tức về việc ra mắt của chiếc RTX 3000 được diễn ra vào 9 giờ sáng ngày 1 tháng 9. Lúc ấy thì các bạn nhớ đón xem video đầy đủ của chúng mình nhé. Và khi đó thì các bạn sẽ biết đầy đủ thông tin về hình ảnh cũng như là hiệu năng và giá thành của chiếc siêu card đồ họa này. Còn bây giờ thì các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe kênh cũng như là ủng hộ cho chúng mình bằng cách ấn quả chuông nho nhỏ phía bên cạnh để không thể bỏ lỡ bất kỳ video nào nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào 9:30 sáng chủ nhật tuần sau. Bye bye!